Chào các bạn, nay tôi test cái máy cắt inox bằng chế độ làm mát nha. Có 3 cấp độ: 2000 vòng, 1500 vòng, 1000 vòng trên phút. Đấy, máy có 5 5 cái đĩa kèm theo, một đĩa thô, thô cắt nhanh, đĩa cắt thường và đĩa cắt tinh. Tinh này thì nó nét cắt đẹp nhất nhưng mà nó hơi chậm tí, thì các bạn xem nhé. Tôi cắt góc 45 độ. Không bị cháy, không ra bia này là một sợi chỉ cũng không lọt qua. Đấy, máy có chế độ tự bảo vệ, như là quá tải máy sẽ tự dừng, nên rất an toàn, các bạn yên tâm. Đây các bạn nhìn cái nét cắt này. Đây là inox 304 dày 1.5 Hoàng Vũ, cắt rất đẹp. Đây là máy đĩa này đĩa tinh, cắt nó hơi chậm. Chốc nữa tôi sẽ làm một cái video về cái đĩa thô cắt nó nhanh hơn, nhưng mà nét cắt sẽ không thể chậm hơn được.